vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Chương trình được phát sóng vào lúc 15 giờ 20 phút trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với Ngọc Lan không ai khác, đó là thạc sĩ tâm lý Tô Nha. Là em đây quý vị, em đã quay trở lại đây quý vị. Và trước khi mời khách mời ra để trò chuyện cùng với lại quý vị thì Ngọc Lan cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng son Yurika, thương hiệu đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Và bây giờ thì xin được mời một nhân vật có cái tên rất là xinh đẹp, chị Thủy Trúc. Em chào chị Nha, chào chị Ngọc Lan. Em là Thủy Trúc, em 22 tuổi, em hiện đang là điều dưỡng. Bé của nhà em là bao nhiêu tháng rồi? À, bé hiện tại là 13 tháng. Cái cảm giác đầu tiên khi mà mình biết được tin là mình có sinh linh bé bỏng ở trong người á, thì cái cảm giác đó của Thủy như thế nào? Tụi em làm ngành y hết nên là tụi em quan niệm là tụi em muốn là để có em bé trước, xong rồi tụi em mới tổ chức đám cưới. Thôi công nhận ha, coi như là phải chốt đồ hợp đồng xong hết rồi. Đúng bắt đầu mới chạy dự án. Tại sao chị phải nhấn chỗ này? Tại vì đôi khi một số bạn coi á, các bạn lại có thể hiểu sai và cho rằng ồ sao cũng được, dễ dãi không nha. Người ta có tính đàng hoàng. Cái này là trong kế hoạch. Đúng rồi. Mà kế hoạch này thì ký hợp đồng xong rồi nhưng mà rất là trễ, khoảng 6 tháng sau thì tụi em thả cửa thì mới cũng không có gì hết. Đó, mới không có gì hết. Tới khi mà tụi em quyết định đổi gió để em đi Đà Lạt. Trời ơi, đổi gió luôn nha. Như vậy là bạn này được xuất hiện ở trong một cái không khí rất là mát mẻ của một cái vùng đất rất là thơ mộng. Em bé em là made in Đà Lạt. Hơn một tháng thì em chậm kinh và em thấy thay đổi rất nhiều nha. Da mặt em đẹp hơn, rồi da dẻ hồng hào hơn, và đặc biệt là thay đổi ẩn ngực thì rất nhiều. Em quyết định là xét nghiệm. Bà làm ở bệnh viện của nhà trồng được. Như vậy là bà không cần phải tốn tiền mua một nùi que thử thai. Đó là sự thiếu sót của em luôn á. Tại vì em vẫn chưa biết được xài que thử thai là đến bây giờ em vẫn chưa biết cái nào là thử thai bằng que. Dạ. Có cái lý do gì để mà khi mà mình lên trên Đà Lạt thì mình mới có thể đậu thai, còn ở Sài Gòn thì mình chưa đậu được? Đó là lý do tại sao mà ông xã em vẫn không tin là em có em bé được. Tối hôm đó là chở em đi đến một cái phòng siêu âm bất kỳ để xác nhận là em không có quen bác sĩ ở đó nha, để biết kết quả chính xác. Kiểu như ông sợ bà này gọi là đã lợi dụng mối quan hệ quen biết rồi tạo hiện trường giả rồi các kiểu, đúng không? Chắc là như vậy rồi. Ông xã em vẫn rất bình tĩnh nha, gọi về cho bố mẹ chồng. Thì khi mà nói thông báo là chắc con cưới quá, là bạn gái con có em bé rồi, thì mẹ chồng em phán một câu không. Sau đó là mẹ chồng em nói là đưa điện thoại trúc cho mẹ. Bà mới nói là không được làm hại em bé chứ không phải là không cho cưới. À, hết thù. Đúng là em cũng như là một dấu lặng vậy. Khi mà mẹ chồng em nói không là em sợ lắm luôn á. Không được bỏ. Em có ngán không? Cũng có ngán nhưng mà một ít thôi. Em thèm ăn, thèm tinh bột và thèm trà sữa. Tinh bột của em một buổi ăn em thèm 4 chén cơm luôn á. Ngoại hình mình nó có thay đổi trong cái lúc mà mình mặc sa rê không? Không, tại cái tại người em nó là béo sẵn rồi. Sinh hoạt vợ chồng trong cái quá trình mang bầu, em có thể chia sẻ về cái vấn đề đó hay không? Đối với cái chuyện quan hệ mà lúc mang thai á, mình chỉ làm điều độ hay là không phải điều độ? Làm điều độ là sao em? Không, cắt khúc đó cho em. Giống như là có chừng mực đó. Tức là thao tác không được mạnh bạo. Đúng rồi, chỉ như vậy thôi. Tại vì trong 3 tháng đầu thì em bé hơi còn yếu thôi. Nhưng mà sau đó thì tụi em thoải mái, bạo lực hơn. Nhiều khi cái đó em cảm giác giống như là một cái thứ không thể thiếu trong cái đời sống vợ chồng. Cho chị hỏi rằng là trong cái quá trình mang bầu như vậy thì cái nhu cầu của người phụ nữ tăng hơn không hay là nó giảm? Riêng em thì em thấy cái nhu cầu của mình tăng lên á. Tại vì có nhiều bạn em thì họ không có ham muốn quan hệ. Vậy thì đi sinh nó như thế nào? Hai tháng cuối của thai kỳ á, thì em không có, bác sĩ phải nói là em phải giảm tinh bột lại á, để cho em bé đừng có tăng cân nữa. Dễ không? Tất nhiên là không dễ. Đúng là rồi, vừa đó. Phải cắt tinh bột vừa cắt trà sữa nữa. Cái đoạn cắt trà sữa thì thôi cắt đi nha. Khó, nhưng mà tự nhiên ở đâu là có một cái động lực á chị. Con chứ ở đâu. Dạ thì đó là một động lực rất lớn luôn. Từ một buổi em có thể ăn được 4 chén cơm nha, mà tới lúc đó em chỉ ăn được một ngày em ăn chừng một chén thôi. Mà may thật là em bé sanh ra thì cái cân nặng không có tăng hơn nữa. Cũng 3 kg mốt rồi. 3 kg mốt là sinh thường hay sinh mổ vậy? Sinh mổ. Câu chuyện chỉ mới bắt đầu gây cấn là ở đây nè. Vậy hả? Đó thấy chưa, tôi tin một điều trên đời thì không ai hưởng trọn một cái combo hạnh phúc á. Đúng. Không khúc đầu thì cũng khúc cuối hả?
Cái ngày mà em chuẩn bị đi sanh á thì sáng hôm đó là ở nhà em gọi là một trận hỏa hoạn nhỏ. Và ngoại em có hâm một cái nồi canh nhưng mà bà quên. Ủa là hỏa hoạn nghĩa đen á hả? Thật mà, hỏa hoạn thật. Trời, nãy giờ tưởng nó một trận cãi giả mà bà dùng từ cho không, nó bóng bẩy thôi. Không, đó là một trận hỏa hoạn nhỏ. Bà ra chợ thì bà quên đi. Tới hồi mà nó cháy mà em nói chị là khói bốc nghi ngút luôn, mà em ngủ trên lầu mà lúc có bầu em ngủ xấu thật, em chẳng biết gì hết. Hàng xóm thấy cháy á, hàng xóm mới đập cửa kêu cửa, người ta phá cửa người ta vào luôn á. Thì chắc vậy là kích thích là em bé nó ra sớm. Cái đó là lý do tại sao chị? Khoa học có giải thích có thể là không? Có những cái cơn xúc động mạnh hoặc là cái sự hốt hoảng á, thì nó sẽ kích thích các quá trình ở bên trong cơ thể, và có thể là chẳng hạn như dẫn đến cái chuyện là co bóp tử cung mạnh hơn, nhanh hơn, có thể là như vậy. Thì nhưng mà lúc đó là cận ngày dự sinh chưa? Dạ còn khoảng 3 ngày nữa là cũng được rồi. Đúng rồi. Bong cái nút nhầy ở cổ tử cung ra. Lúc đó thì vẫn rất là tỉnh táo, bình tĩnh nha. Em vẫn tắm rửa bình thường, em còn order thêm một ly trà sữa siêu to khổng lồ nữa trước khi đi sinh. Rồi một con nghiện trà sữa nè. Bà cắt được tinh bột mà. Bà đã cắt được tinh bột mà. Tại sao lại như vậy? Ngày hôm nay người ta đi sanh. Đúng rồi. Bà tự thưởng. Đó, ngày hôm nay người ta đi sanh, người ta làm một cái điều thiêng liêng. Trời ơi, sao cho nên là phải cho người ta được tận hưởng cái điều đó. Uống trà sữa xong là cơ thể em thoải mái. Em còn nghĩ là không có đau đẻ mà còn được uống trà sữa nên em có thể đẻ được 10 đứa luôn á. Trời ơi. Lúc đó là em nghĩ như vậy luôn. Lúc đó thôi. Chỉ mới lúc đó thôi. Sau đó em vẫn nấu cơm rồi em gọi về cho mẹ, thì mẹ nói là chuẩn bị đi rồi mẹ sẽ đưa đi. Khi mà mẹ về đến rồi em vẫn rất bình tĩnh. Mẹ con chờ chồng về ăn cơm nhé. Nhưng mà cái dấu hiệu của cái việc mà bong cái nút nhầy cổ tử cung ra đó là cái dấu hiệu của việc là ối báo. Dạ đúng rồi, đã gần đến ngày sanh rồi đó. Nhưng mà theo em đọc sách đó, thì người ta nói là khi mà cái nút nhầy tử cung bong ra thì khoảng 3 ngày sau, 2-3 ngày sau tùy người, thì 2-3 ngày sau thì mới bắt đầu có dấu hiệu sanh. Nhưng mà quan niệm của người xưa là nó đi sanh là không có chờ. Không có nói từ chờ, từ đợi gì hết. Phải nhanh chóng mà đi. Thế thì em đã lỡ nói. Dạ. Là con chờ chồng con về. Chờ chồng về ăn cơm. Thì rồi cuối cùng thì chồng về ăn cơm xong thì mẹ vẫn chở em đi. Lý do? Mẹ nói là do chồng em thì hơi chậm chạp á. Đúng rồi. Ê, có cái quan điểm ai là người đem đi sinh nữa nha. Và nè, đút cái muỗng nước đầu tiên cho em bé là ai nữa? Mẹ chỉ suốt ngày đi đút nước cho con ta. Rồi cuối cùng là má chồng chở đi. Mẹ ruột em. À mẹ ruột em. Dạ. Không đợi chồng, không cho đợi chồng. Chồng em phải xách giỏ theo sau. Chuẩn bị để nhập khoa phòng chờ sanh á. Thì chồng em mới vào, xách cái giỏ đi vào. Cầm theo một bình nước lá tía tô nữa. Như vậy chắc là sinh nhanh mà đúng không? Nước lá tía tô nhưng không nhanh nha chị nha. Vậy mẹ ơi, mẹ ơi. Thực ra đổi người cũng vậy nha mẹ ơi. Dạ, đổi người cũng đổi vậy người thì cũng vậy nha. Nhưng mà nha, cái chữ chờ đã chờ rồi nha mẹ nha. Rồi sao? 24 tiếng. Vào phòng sanh thì em vẫn hừng hực đi sanh nha. Rất 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 vui vẻ nha. Nhưng mà mới vừa bước vào cái phòng chờ sanh là lúc đó, trời ơi, mấy chị đọc bạn đồng môn ta nói mấy bả la, mà tinh thần em phải nói là tụt mốt thật sự chị ạ. Thấy người ta đau xong rồi mình mới nói trời ơi mấy bà này làm gì la thấy ghê vậy trời. Mình cũng đi sanh mà mình đâu la đâu. Nhưng mà chuyện chưa có bắt đầu chị ơi, chuyện đó mới là chuyện ngoài. Chưa luôn hả em, chưa, nãy chị... giờ mới mở bài thôi, chưa vô thân chưa bài luôn. Chị khi bác sĩ bấm ối, bác sĩ truyền thuốc chụp sanh thì bắt đầu cơn đau nó mới tới. Mình nói người ta sao là mình la y chang vậy, có khi còn đau hơn, la hơn nữa. La đến mức mà bác sĩ mới nói là cái bà này điều dưỡng gì mà la còn hơn người thường nữa. Em vẫn còn sức để trả treo nha. Em vẫn nói điều dưỡng cũng là người mà sao biết đau được mà vẫn trả treo nha. Ông bác sĩ mới nói là còn trả treo được chưa sao. Đúng nằm rồi đó đi. Em hay quá à. Em là rặn bao nhiêu rồi la bao nhiêu mất hình tượng người điều dưỡng bao nhiêu thì cuối cùng vẫn sinh phải mổ. Sinh mổ lý do. Có nghĩa là cuối cùng á là thực ra cái việc sinh mổ là do tại thời điểm đó mình mới quyết định chứ không phải là mình ấn định. Dạ đúng trước. Rồi dạ. Em vẫn quan niệm là mình sinh thường sẽ tốt hơn. Nhưng mà đến khi là khi bấm ối là khoảng nửa ngày sau thì bé đã nó cạn ối thì bé mệt. Bé mệt mà mẹ cũng mệt nữa, mà gặp bé là bất xứng đầu chậu nữa, cả 3-4 thứ dồn vào á. Nên là cuối cùng là bé suy thai, làm phải mổ cấp cứu, lúc đó là 10 giờ sáng. Cảm giác đầu tiên em ôm con như thế nào? Cảm giác đầu tiên hả, em tự nhiên em lại khóc chị. Em không nghĩ là khi mà em sanh con em ra em sẽ khóc đâu. Nhưng mà em khóc thật sự, khóc rất nhiều đó. Nước mắt cứ chảy ra thôi, em không kềm được. Khi mà thấy con bé nó sinh,
Nó xinh mà nó sạch nữa, nó nhỏ xíu mà nó giống ba, nó như là một bản photocopy nhỏ của ba nó vậy. Tự nhiên em lại khóc. Với lại đối với em là sau bao nhiêu cái chuyện mà vừa em mệt rồi con mệt mà lại con lại bị như vậy nữa, nên là khi mà thấy được con em mừng lắm. Nếu mà em chậm một chút xíu nữa là có thể là sẽ có cái nguy kịch, sẽ có chuyện khác vậy nữa. Là giống trường hợp của em đó chị. Trường hợp của chị cũng như vậy, nhưng mà là chị lì hơn, chị còn lì, với lại bác sĩ còn cho phép để chị sanh thường, chứ không là chị cũng mổ rồi. Nếu như mà sinh mổ và với một cái tâm trạng không hề chuẩn bị trước như vậy thì cái câu chuyện sữa mẹ sau đó của em nó có thuận lợi không? Chủ yếu là kiểu em lại có sữa rất nhiều nha. Em vừa ra phòng hồi sức là em đã ngồi dậy cho bé bú sữa liền. Sữa về ngay lập tức luôn. Dạ. Cực kỳ hạnh phúc. 7 tháng là em đã có sữa non. Dạ. Mình có trữ sữa non lại không? Dạ có. Người ta gọi đó là những cái giọt sữa vàng, thì trữ lại y như là cái cơ chế trữ sữa sau khi mà em sinh em bé thôi. Dạ. Em không có biết, sữa em rất nhiều. Không phải một mình em, nhiều người không biết lắm. Dạ quý vị ơi, trong cái quá trình mình mang thai mình nặng ra sữa thì mình nên trữ. Mình trữ cái sữa đó lại, trời Lan sữa rất là nhiều luôn á, 7 tháng là em nặng nữa, nó ra giọt luôn á, mà không có biết. Giờ cảm thấy dây dứt. Dây dứt thật sự luôn. Mình xuất viện về nhà nè, mình chăm con như thế nào? Em chăm con như là một bản năng. Em phải học cách để trung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Cái đó là cái khó đó. Sách vở mình học là một chuyện, nhưng mà về nhà người chăm sau sanh là một chuyện nữa. Trời, vậy là cả một câu chuyện tính toán chứ bản năng gì em? Em tỉnh lắm em mới làm được chuyện đó chứ. Nhưng mà em gọi nó là bản năng chứ em không tính toán được. Bản năng của một người học y. Dạ. Vậy đi. Cứ gọi là như vậy đi chứ. Lúc đó là phải cân. Nhưng mà thực ra là cái truyền thống mà em cân là em cân với ai vậy? Với bà ngoại em, với mẹ em. Trời ơi, tao tới bà ngoại em luôn hả? Dạ. Trời ơi, vậy là khó lắm em ơi. Nhưng mà bà ngoại hâm canh đó đúng không? Đúng rồi, nhưng mà chào em bà rất... ngoại. Nhưng mà rất may là bà ngoại em chịu tiếp nhận thông tin mới. Có người ở giữa xác không? Mẹ em thì phải nghe thôi. Đúng rồi. Đó, đỡ quá. Gia đình em, cụ thể là chồng của em sẽ xử lý cái việc đó như thế nào? Ví dụ như chồng em là coi như không có gì dính một chút xíu nào vô cái chuyện đi sanh của em luôn á. Ổng chỉ là một người đàn ông xách cái giỏ đi sanh. Điền sau đó. Cầm trên nước tí tô thôi. Sau giống đó như là... trên đủ cần xếp là có chồng vậy ha. Xong đó là chồng vô. Em vẫn đi làm chị. Do đặc thù công việc ở bệnh viện chưa sắp xếp nghỉ được thì chồng em vẫn đi làm. Đồng nghiệp của chồng em vào thăm rồi mà chồng em vẫn còn ở bệnh viện chưa về. Trời ơi. Mà nhờ đó như cũng là một cái may của em á. Tại vì em có một cái chị bạn đồng nghiệp của chồng nhưng mà rất là thân với em. Chị đó có một cái tướng khá là to, nên chị đó là sẽ là người đầu tiên đỡ em những bước đầu sau sanh. Chỉ có những người phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Đúng rồi, chỉ có những người phụ nữ. Nhưng mà em nghĩ sao khi mà em nói đó là điều may mắn, giống như là chồng em không có đủ cân nặng để đỡ em vậy đó. Dạ đúng rồi, chính xác là vậy rồi chị. Chồng em có một lần là ảnh chưa có biết cái thế đỡ. Ví dụ người ta đang muốn giấu đó là ví dụ. Có một lần ảnh đỡ em mà tại vì cái cân nặng của ảnh với cân nặng của em là tương quan lực lượng không có đều. Em kéo một cái là ảnh ngã từ em luôn, mà ảnh ngã còn đè lên cái vết mổ của em nữa. Trời chị ơi. Phải kìm lại, không được đánh chồng, không được đánh chồng. Còn được đánh chồng. Cái gì? Tại vì đó giờ chị mới thấy học trò chị á, khi mà các bạn đã tốt nghiệp đại học, các bạn ra đi làm và với áp lực của công việc á, thì mỗi sáng hay thấy các bạn viết trên Facebook á, các bạn viết gì nè: không được quánh khách hàng, không được quánh khách hàng, không được quánh khách hàng, không được đánh chồng. Trời ơi, bữa nay tôi mới nghe tới một cái tâm niệm: không được đánh chồng, không được đánh chồng. Nói vậy thôi chứ em thương chồng em lắm chị. Tưởng đâu bà nói vậy thôi chứ em vẫn quánh. Nhưng mà có quánh lần nào chưa? Hỏi thiệt bây giờ nè, cái chỗ này là cắt nè, hỏi thiệt. Cắt, hứa là sẽ cắt. Không có đánh mập vậy thôi chứ chưa đánh chồng lần nào. Chưa đánh phát nào phải không? Chưa. Chứ mà đánh là không trượt phát nào nha chị nha. Rồi cái chỗ này lấy nha. Cái chỗ này là phải lấy. Sau khi em sanh xong, nó sẽ có những cái thời gian gọi là ở cử. Thì cử kiên của vợ chồng em nó sẽ như thế nào? Y khoa thì nói là sau 3 tháng, hơn 3 tháng thì cái cơ thể phụ nữ đã hồi phục lại. Và có tùy người thôi, đối với em thì là 3 tháng. Là mình có đếm ngày để mình canh đúng 3 tháng không em? Thì cũng có đếm chứ chị. Rồi vậy là nôn dữ lắm nên mới ngồi đếm đó. Rồi nè, bữa có cái lịch nè. Bữa nay 2 đó. Tháng 29. Cái lịch gạch ha, hết một ngày là gạch một cái. Hết một ngày là gạch một ngày là gạch một cái. Qua tới cái ngày cuối cùng là tao nói từ sáng đến tối không ngủ, không nghỉ. Cho bà làm như là bà đã từng trải qua điều đó luôn vậy bà Lan. Em nhìn mặt bà là em đoán được. Cưng quá à. Nhưng mà ảnh vẫn rất là tôn trọng em, là ảnh hỏi là em đã sẵn sàng hay chưa. Tại vì có khi là đối với em thì đã sẵn sàng rồi, nhưng mà đối với mẹ bỉm sữa khác thì chưa. Đáng chưa yêu hoàn toàn. Đúng rồi.
với những người mà có cái thân hình như thế này, và với cái gương mặt như thế này, và với cái cách trò chuyện như thế này, thì tôi tin chắc rằng trước khi đi đẻ là hai vợ chồng nhà này phải làm một trận hoành tráng rồi. Có không? Làm dạ một cú chót để dành cho ba tháng. Trời ơi, gì nè, ế lát, mặt gì nè. Dạ có chứ, kiểu như nãy giờ em đợi để được nói. Phải hút mũi chót chứ chị, tại vì mình biết là so sánh là mình phải kiên cử. Trời, em tỉnh tới vậy luôn á hả Trúc? À, cái đó chị nói bình thường mà. Không, chị biết là chuyện đó rất là bình thường, nhưng mà không phải ai cũng tỉnh để làm một điều đó một cách bình thường. Chị, đây em nghĩ như thế này nè, bạn này làm trong ngành y khoa cho nên là bạn có đầy đủ kiến thức để sự mà bạn đúng rồi, bạn thực hiện những cái việc đó rất là tốt, chuẩn bị cái việc đó rất là tốt. Đó đàng hoàng. Nhanh gọn lẹ, em. Nhanh gọn lẹ. Tất nhiên phải nhanh gọn lẹ và chính xác nữa. Vậy thì lỡ hỏi rồi, hỏi tới luôn đi, là đêm cuối cùng có làm theo kiểu mà để bù cho 3 tháng kế tiếp không? À, cũng không bù lắm đâu, tại vì lúc ngày đó mệt quá, mệt mỏi, ngày đó là những tháng cuối là em thấy đã chưa? Quá mệt mỏi. Nó lòi ra chị đã quá mệt mỏi rồi. Vẫn sung lắm chị, tới ngày đi sanh vẫn rất là sung sức mà. Như vậy thì quý vị khán giả cũng có thể thấy rằng là cái vấn đề mà quan hệ vợ chồng trong cái quá trình mang thai thì thật sự ra đó cũng không ảnh hưởng gì hết. Quan trọng là chúng ta là thực hiện cái việc đó như thế nào. Thời buổi này thì chúng ta không có bị nghèo thông tin. Nếu như không tin tưởng những cái nguồn thông tin không được kiểm chứng trên internet thì chúng ta có bác sĩ sản khoa mà mình theo dõi thai kỳ, mình vẫn có thể hỏi, và dĩ nhiên là những bác sĩ khám thai họ rất cởi mở với những chuyện này, bởi vì chăm sóc cho bà mẹ mang bầu là người ta lưu ý rất nhiều những cái điều này. Em nghĩ những cái bà mẹ mà sau sanh mà bị trầm cảm đôi khi cũng là do những cái chuyện quan hệ vợ chồng nhiều chứ, trong đó nó chiếm phần lớn. Và giống như là tâm lý mình không thoải mái thì mình đúng sẽ có nhiều cái khúc mắc ở phía sau đó. Nói chung là thích cũng phải nói, không thích cũng phải nói để người ta biết đường, người ta chiều mình. Chứ cái hình ảnh mà cầm có mỗi cái ly nước tía tô đi theo là nãy giờ tôi lo dữ lắm luôn á. Thì em cũng hơi lo đó chứ. Lúc mà cho cái ly nước tía tô thì cảm thấy rất là thương chồng nha. Rất tại vì không đau nè, vừa được uống trà sữa, vừa được chồng chăm lo là rất là thương. Nhưng tới khi đau đẻ rồi là hết thương rồi nha. Tới lúc này hết thương rồi nha, hết được. Khi về đến nhà thì anh chồng vẫn chăm được con. Chỉ có điều là sau này lớn rồi cái công việc của ảnh á, cái công việc cả ngày ảnh giống như ảnh bị bó buộc ở trong cái bệnh viện, ảnh không có cập nhật thông tin mới thì đi làm về quăng giỏ ở đây để anh coi tin tức cho em rồi lướt. Mỗi lần mà kêu chơi với con là một cả một cực hình vậy á hả? Khoan, cho anh đọc báo, anh lau nhà quét nhà xong rồi anh sẽ chơi với con. Anh trì hoãn vì anh đọc báo, anh lau nhà, anh quét nhà. Gọi là cái thói quen của chồng em là đi làm về tới là trước khi ôm điện thoại là bỏ ba lô xuống sẽ lau nhà, quét nhà xong rồi là mới cầm công việc lên. Được quy định hay là một dạng sở thích lau nhà? Dạ sở thích. Thôi vậy được. Em được vậy, được vậy được. Ta trời từ từ chơi với con cũng được. Ôi dễ chân quá. Mà làm công chuyện nhà xong phải tắm rửa xong rồi mới chơi với con nha. Dạ đúng rồi, làm việc nhà xong tắm rửa rồi mới chơi với con, nên là cái việc chơi với con được anh trì hoãn. Không, thực ra chương trình này nè nó có rất có ích cho các anh nữa. Chúng ta nghĩ cái tên là nó dành cho các mẹ đúng không? Nhưng mà từ cái chương trình này chúng ta mới giải mã được một vài thứ mà nó thuộc về nỗi khổ của các anh. Ví dụ như chính, mặc dù anh không mang thai nhưng mà anh cũng bị dính mắc với cái gọi là cái vai trò của anh. Cái thứ hai đó là đây ngồi đây là chúng ta cứ bàn nha. Ủa cuối cùng chồng có chăm con không? Rồi cuối cùng chồng có lo được cho con không? Nhưng mà thiệt ra cái chuyện đó mấy ảnh rất là khó để làm, bởi vì nó không phải là kỹ năng gọi là mang tính ưu thế của đàn ông. Và thêm một điều nữa đó là có nhiều ông chọn cái cách này nè mới kinh dị, đó là khước từ luôn cái vai trò của mình trong gia đình. Có kiểu như là anh đang khủng hoảng giữa cái việc là giữa vợ với con á, cho nên có nhiều anh có thể về nhà trễ hơn nè, thậm chí đi nhậu nè, thậm chí là làm cái gì đó mà giống như tôi không có liên can gì tới gia đình này gì hết. Em không thấy vậy, ảnh vẫn rất là làm tròn cái nghĩa vụ của chồng. Có điều là làm chậm thôi đúng không? Chỉ hơi chậm. Ảnh là người bản tính sống rất chậm, cái gì cũng có nhưng mà chỉ chậm hơn ta thôi. Từ tốn, từ tốn dạng như khí chất điềm tĩnh đó Lan. Như vậy thì bây giờ nếu như mà được gửi gắm một cái lời nào đó dành cho chồng thì em sẽ nói cái gì? Ngoài việc chăm con là anh đã làm tròn rất là tròn nghĩa vụ của mình rồi, nhưng mà vợ chồng mà đôi khi cũng phải có chia sẻ, phải hiểu, phải thông cảm nhiều hơn. Chứ như hiện tại thì đủ nhưng mà vẫn còn chưa đầy. Và một lần nữa xin được cảm ơn Thủy Trúc rất là nhiều khi mà bạn ngồi ở đây chia sẻ với chúng tôi rất là nhiều cái kiến thức mà bản thân Lan chưa biết. Chương trình cũng có một phần quà nho nhỏ dễ thương của son Yurika đến từ Nhật Bản, xin được tặng cho bạn để mong rằng bạn mỗi ngày được tươi trẻ hơn, vui tươi hơn, cũng giống như là cái màu son này nè. Dạ em cảm ơn chị Nha, cảm ơn chị Ngọc Lan rất nhiều.
Và một lần nữa xin được cảm ơn nhãn hàng Son Yurika, thương hiệu đến từ Nhật Bản, đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình này. Và cũng không quên nhắc lại khung giờ phát sóng của chương trình Chat với mẹ bỉm sữa là vào lúc 15:20 trên kênh HTV7 vào thứ Bảy hàng tuần. Và dĩ nhiên là Chat với mẹ bỉm sữa cũng sẽ có mặt ở cổng thông tin Lớp TV và kênh YouTube MCV Media quý vị nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Em sang Mỹ sinh con, nhưng lúc đó có một cái dấu hiệu bệnh mà em không để ý là thủy đậu. Trường hợp của em là còn có 7 đến 10 ngày nữa là em sẽ sinh. Em hỏi là có thể lấy em bé ra bây giờ hay không? Bác sĩ nói không. Vì nếu giờ lấy em bé ra, virus này vô não em bé cũng chết. Em nói với chồng em là có chuyện gì xảy ra phải nói bác sĩ là giữ con chứ không có giữ mẹ. Chat với mẹ bỉm sữa tập 59 sẽ được phát sóng vào lúc 15:20 thứ Bảy ngày 16 tháng 11 2019 trên kênh HTV7.